Đây, sâm dây Ngọc Linh về nha mọi người. Thì hôm nay thì mình sẽ bán sâm tươi để cho mọi người thử được cái vị của đúng sâm dây Ngọc Linh nha. Thì ở trên thị trường nó sẽ có rất là nhiều loại, nhưng mà sau khi mà mình làm hàng nhiều thì mình thấy rằng là sâm của xã Ngọc Linh đó, thì nó sẽ có cái mùi vị khác hẳn. Đây, đây là cái củ mà sau khi mình rửa ra nha, thì nó màu như vậy. Nhưng mà khi mình giao á, thì mình sẽ chưa có rửa, tại vì để cho nó còn đảm bảo tươi á. Đó, mọi người thì có thể dùng rất là nhiều trong các mục đích khác nhau, giống như là có thể ngâm rượu nè, hoặc là nấu canh, hoặc là ngâm mật ong. Đây,